Theo tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2022 xảy ra 138 vụ tai nạn lao động làm chết 24 người, gây thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã điều tra 35 vụ tai nạn lao động, có kết luận 26 vụ xử phạt vi phạm hành chính 115 triệu đồng. Nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, tỉnh đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thông qua việc kiểm tra lực lượng chức năng đã phổ biến các chính sách pháp luật hướng dẫn các đơn vị chấp hành và thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh nguyên nhân các vụ tai nạn lao động nhằm đưa ra kết luận chính xác để đơn vị sớm ổn định sản xuất hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc nhiều chương trình hoạt động cụ thể thiết thực và ý nghĩa đã được tỉnh tổ chức hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn vệ sinh lao động để phát triển bền vững